Người đồ tể này đã vô tình phát hiện ra một con sói ở dưới nền tuyết. Vừa định tiến lên để vồ nó, thì không ngờ rằng đó lại là một người còn sống sờ sờ. Thế là anh đã vội vàng đỡ người ta dậy, rồi còn choàng lên cho người ta áo giữ nhiệt của mình nữa. Sau một hồi thăm hỏi thì mới biết, anh ta là một thư sinh đang vội vào kinh thành để đi thi. Tên là Chu Văn Tiến, nhưng tiếc là đi đường lại gặp phải bão tuyết, lộ phí trên người cũng đã tiêu hết sạch. Dưới tình cảnh vừa đói vừa rét, nên anh ta mới bị ngất ở đây. Hồ Sơn nghe xong liền cảm thấy vô cùng thương xót cho thư sinh. Thế là anh liền lấy từ trên người ra một ít tai heo, rồi bảo thư sinh hãy mau ăn đi. Không chỉ như vậy, vì để cổ vũ Chu Văn Tiến kiên trì thi cử, anh còn từ trên người lấy ra một khoản mà mình đã tích cóp từ lâu, rồi đưa cho anh ta để làm lộ phí. Chu Văn Tiến thấy vậy thì vô cùng cảm động, vì anh ta không thể ngờ là mình lại có phúc khí gặp được một người tốt bụng như vậy. Anh ta vô cùng cảm kích Hồ Sơn, đồng thời cũng rất tán thưởng nhân phẩm của anh, nên anh ta đã đề nghị được kết bái huynh đệ với anh. Nhưng Hồ Sơn là một người khá thô lỗ, nếu có thể kết giao với một huynh đệ có văn hóa như vậy thì đương nhiên là anh cầu còn không được. Thế là họ đã cùng nhau kết bái, đồng thời ở nơi lạnh lẽo này mà trở thành huynh đệ sinh tử có nhau. Huynh đệ họ đến bây giờ mới gặp được nhau, nhưng sau khi gió tuyết qua đi thì họ vẫn phải chia xa. Và Chu Văn Tiến đã có lộ phí trong tay cũng lại một lần nữa bước trên con đường thi cử. Còn Hồ Sơn thì quay về nhà và tiếp tục cuộc sống của mình. Điều đáng vui mừng ở đây là Chu Văn Tiến không hề khiến cho Hồ Sơn phải thất vọng, vì trong đợt thi này anh ta đã lấy được hạng đầu bảng. Hồ Sơn sau khi biết được tin này từ hàng xóm thì vô cùng vui mừng, vì ngày mà anh ngày đêm mong chờ cuối cùng cũng đã đến, nên trong lòng anh đương nhiên cũng cảm thấy vui thay cho huynh đệ của mình. Nhưng một lòng chân thành của Hồ Sơn, không biết người huynh đệ tốt đó có lĩnh hội được hay không nữa. Còn Chu Văn Tiến lúc này thì đang được gian thần Dương Thái Sư mời đến phủ để lôi kéo anh ta làm việc cho mình. Chu Văn Tiến đối với tên tham quan này không những không trốn tránh, ngược lại anh ta còn cố ý tiếp cận để lợi dụng mối quan hệ với Dương Thái Sư, khiến cho bản thân được tiến thêm nhiều bước nữa. Và vì muốn lấy lòng Thái Sư, anh ta đã cố ý giấu nhẹm đi sự tồn tại của mẹ ruột mình. Vào lúc Dương Thái Sư nói muốn nhận anh ta làm con nuôi, anh ta đã không hề do dự mà đồng ý ngay tức khắc. Và anh ta làm như vậy thì cũng không khác gì nhận một tên cẩu tặc làm cha. Nhưng vì Dương Thái Sư có thâm thù đại hận với anh ta, chính là kẻ thù đã giết cha của Văn Tiến. Vốn dĩ anh có cái tên là Đường Kim Long, cha của anh là một trung thần rất chính trực, nhưng do bất đồng quan điểm với Dương Thái Sư nên ông mới bị hắn hãm hại cho đến chết. Người mẹ sau đó cũng đã đưa Văn Tiến và em gái của anh trốn đi, rồi đổi tên cho anh là Văn Tiến thì mới có thể sống sót. Vì để báo thù cho cha, người mẹ đã cổ vũ anh hãy tham gia thi cử, sau này có công danh rồi thì mới lật đổ được mấy tên cẩu tặc đó. Nhưng ai ngờ Văn Tiến mới thì đã đỗ đầu bảng. Sau đó anh đã hoàn toàn quên mất những gì mà mẹ mình đã dạy. Và vì con đường làm quan của mình, anh đã không hề ngần ngại mà nhận một tên cẩu tặc làm cha. Còn người mẹ thì vẫn đang một mực trông ngóng con trai trở về. Sau đó kiệu của Chu Văn Tiến đã đi qua cây cầu này, rồi lại vừa hay bị người mẹ nhìn thấy. Và trùng hợp là Hồ Sơn cũng đi qua nơi này, lại còn không cẩn thận chặn mất đường của anh ta nữa. Quan binh thấy vậy thì liền nói anh không có mắt, điều này cũng đã khiến cho Hồ Sơn nổi giận. Thế là anh đã tranh cãi với quan binh, nhưng lại bị quan binh ấn chặt xuống. Dương Thái Sư khi nghe thấy có kẻ đang làm phiền mình, thì hắn liền ra lệnh cho người giết chết Hồ Sơn. Nhưng Chu Văn Tiến cảm thấy mình vừa đỗ trạng nguyên, thế là anh ta đã đề nghị chỉ cần đánh người kia một trận rồi thả đi là được. Nhưng trong lúc hai người đang nói chuyện, thì Hồ Sơn đã chạy đến trước cái kiệu. Lúc này anh mới phát hiện ra người ngồi bên trong chính là huynh đệ của mình Chu Văn Tiến. Không phải là Hiền đệ đây sao? Ta là Hồ đại ca của đệ đây. Thế là Hồ Sơn lại bị quan binh dùng roi để đuổi đi, nhưng Chu Văn Tiến thì lại không hề xuống kiệu để ngăn cản. Sau đó anh ta đã bước xuống rồi chê bai huynh đệ của mình, hận không thể đuổi tên đồ tể này đi thật xa, mãi mãi không gặp lại nữa thì tốt, đối diện với ân nhân thì không còn lương tâm, còn khi đối diện với mẹ ruột của mình thì anh ta lại không bằng súc vật. Khi anh ta gặp lại mẹ, anh ta không chỉ không lên nhận mẹ ruột, mà lại còn muốn cắt đứt quan hệ với mẹ mình nữa. Ngươi là người nhà họ Dương hay người nhà họ Đường hả? Ngươi là đồ bất nhân bất nghĩa, lại con bất hiếu, không bằng cầm thú. Thế là Chu Văn Tiến sợ mẹ ruột sẽ ngáng chân mình trên con đường công danh. Cũng may là Hồ Sơn đã đi qua nơi này, nên mới cứu được mẹ của hắn ta từ dưới sông lên. Hồ Sơn cũng chính là nghĩa huynh của Văn Tiến, người đã từng cứu mạng hắn ta, ngay cả lộ phí của hắn ta để vào kinh thành đi thi cũng là Hồ Sơn đưa cho. Giờ đây hắn đã có chức có quyền, nên hắn mới không muốn làm huynh đệ với tên đồ tể này nữa. Còn người mẹ sau khi được cứu lên bờ, bà liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hồ Sơn sau khi biết bà đã bị hắn ta vứt bỏ, thì anh cũng vô cùng đồng cảm với tình cảnh của bà. Anh còn nghĩ đến việc mình cũng không cha không mẹ, còn bà lão thì lại đáng thương như vậy. Thế là anh liền có một suy nghĩ táo bạo. Con muốn, cậu muốn gì chứ? Con nghĩ người là một người mẹ cô độc, con là một người đáng thương, con muốn nhận mẹ làm mẹ nuôi, mẹ sẽ có chỗ dựa, con cũng sẽ có người chăm sóc. Chúng ta sẽ trở thành người một nhà, mẹ nuôi, mẹ xem có được không? Người mẹ nghe xong thì vô cùng cảm động, vì bà đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, thế mà vẫn còn có người nguyện ý hiếu kính với bà. Đây là điều mà bà cầu còn không được. Hồ Sơn khi thấy bà đã đồng ý, anh liền quỳ xuống để dập đầu lại mẹ nuôi.
Sau đó anh liền vui vẻ mà cõng mẹ nuôi của mình về nhà. Nhưng duyên phận giữa Hồ Sơn với Đường Gia sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Một hôm nọ anh vừa đi đến bên cầu, thế là anh đã tốt bụng tiến đến ngăn cản. Sau đó cô nương vừa khóc vừa nói với anh rằng cô và mẹ đã lạc mất nhau. Hồ Sơn sau khi nghe xong thì trong đầu anh lại nảy ra một ý tưởng mới. Nếu cô nương này đã lạc mất người nhà, lại không có nơi để nương tựa, chi bằng anh nhận cô làm em gái, rồi đưa cô về nhà để giúp anh chăm sóc mẹ nuôi. Như vậy thì cô sẽ có chỗ để nương tựa, còn mẹ nuôi thì cũng sẽ có người chăm sóc. Nghĩ đến đây, anh liền chạy về phía trước, rồi ngại ngùng hỏi xem ý của cô nương này như nào. Muội xem, nhà ta cũng chỉ có ta và mẹ, ta cũng chưa có thành thân. Ta muốn, ngươi muốn như nào? Ta muốn muội, ta còn tưởng ngươi là người tốt, hóa ra ngươi cũng chỉ là một tên háo sắc, còn không mau biến đi. Hồ Sơn lần này đúng là quá oan uổng rồi, vốn dĩ anh cũng chỉ muốn nhận cô làm em gái, thế mà lại bị hiểu lầm rồi bị ăn một cái bạt tai. Do đó mà anh mới nói hết ra những gì mình đang nghĩ. Cô nương lúc này mới biết là mình đã đánh nhầm người. Trong lòng cô cũng cảm thấy rất áy náy, nên cô đã ngay lập tức nói lời xin lỗi với Hồ Sơn. Sau đó thì mới yên tâm mà đi theo anh về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì anh mới biết rằng cô nương này lại chính là cô con gái thất lạc của mẹ nuôi mình, tên là Đường Phụng Anh. Mọi chuyện không ngờ lại có thể trùng hợp đến vậy. Những ngày sau đó, Hồ Sơn thật sự rất hiếu kính với mẹ nuôi. Đối với Phụng Anh thì cũng hết mực săn sóc, trong ánh mắt của người mẹ liền ánh lên sự vui vẻ. Bà cũng nhận ra là cả hai người đều có tình ý với nhau. Thế là bà đã chủ động làm bà Mai, với mong muốn gả con gái của mình cho Hồ Sơn. Điều này đã khiến cho Hồ Sơn vô cùng vui mừng. Còn Phụng Anh thì lại một mặt ngại ngùng. Nhưng vào lúc họ đang chuẩn bị cho việc thành thân thì bỗng có hai vị quan đến gõ cửa nhà họ, rồi còn mở miệng gọi anh là Hồ Đại Nhân nữa. Hóa ra là khi đi ra đường, Hồ Sơn đã tùy ý xé một tờ giấy ở trên tường xuống để mang về nhà làm cái gì đó. Nhưng anh lại không hề hay biết rằng tờ giấy này chính là thánh chỉ của Hoàng đế. Giờ đây, Hoàng thượng đã lâm bệnh nặng và cần có người kế ngôi. Nhưng người kế vị phải sở hữu Dạ Minh Châu thì mới được. Dạ Minh Châu đó vốn dĩ là do Đường Đại Nhân bảo quản. Nhưng Dương Thái Sư vì để nâng nhị hoàng tử lên kế ngôi mà đã không từ thủ đoạn để sát hại Đường Đại Nhân, dẫn đến việc không một ai còn biết tung tích của Dạ Minh Châu. Giờ cũng sắp đến lúc thái tử phải lên ngôi, nên họ cũng chỉ đành gián cáo thị để tìm Dạ Minh Châu. Hơn nữa, người giao được Dạ Minh Châu ra thì sẽ lập tức được phong làm quan lớn. Hồ Sơn sau khi biết được chuyện này thì liền hốt hoảng. Còn hai vị quan khi nghe Hồ Sơn nói anh chỉ tùy tiện xé nó xuống thì họ liền muốn đưa anh đi xử phạt. Người mẹ ở sau cửa cũng đã nghe thấy hết, và sau khi tiếp nhận thông tin ở trên cáo thị thì bà liền vui đến mức cười không khép được miệng. Vì Đường Đại Nhân cũng chính là phu quân của bà, và Dạ Minh Châu cũng đang nằm ở trong tay bà chứ không phải ai khác.